trực tiếp Qatar với Argentina. 2 giờ ngày 24 tháng 6, cập nhật link xem trực tiếp trận đấu giữa Qatar với Argentina thuộc vòng bảng Copa America 2019 hôm nay. Argentina và Qatar sẽ bước vào cuộc đối đầu cuối cùng tại bảng B. Hiện tại ngoài Colombia đã chắc suốt đầu bảng với 6 điểm. Các đội còn lại là Paraguay 2 điểm, Argentina, Qatar 1 điểm đều có cơ hội leo lên vị trí thứ 2. Messi và các đồng đội đang ở thế rất ngặt nghèo khi họ không còn tự quyết được vị trí của mình nữa. Với việc Paraguay đối đầu với đội bóng đã chắc suốt nhất bảng, họ hoàn toàn có khả năng tìm kiếm 3 điểm để xây chắc ngôi nhì bảng. Trong khi đó Argentina và Qatar đều sẽ hướng đến một chiến thắng để có được 4 điểm. Với điểm số này họ có thể lọt vào tứ kết với tư cách đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, bởi ở bảng A, Peru đã kết thúc vòng bảng với 4 điểm nhưng có hiệu số âm 3. Chắc chắn kém hơn Argentina hoặc Qatar nếu một trong hai đội bóng này đạt 4 điểm. Vì tính chất này, Qatar cũng sẽ chiến đấu với hơn 100% phong độ. Đó là một thử thách cực lớn cho Messi và các đồng đội. Ở trận đấu trước, huấn luyện viên Scaloni đã có một vài sự thay đổi nhưng chưa thực sự đem lại tín hiệu tích cực. Tuy nhiên rất có thể ở trận đấu sắp tới ông vẫn sẽ sử dụng sự thay đổi duy nhất mang lại hiệu quả là Lautaro Martinez, người đã từ chối bắt tay ông khi bị thay ra trận trước. Trận đấu Argentina với Qatar sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh K+VM, FPT và FPT Play.